À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Attila. Mình là Total War Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của Vương quốc Langkoba để đi chinh phục thế giới. Ở tập trước thì thằng đệ của mình nó gây chiến với cái thằng đồng minh mà mình mới khôi phục lên. Thôi kệ, mình sẽ dù sao bây giờ mình đang muốn cái khu vực châu Phi chúng nó đánh nhau loạn xạ lên để mình có thể yên ổn. Đấy. Đấy, các bạn có thể nhìn này, khu vực dưới này thì đang rất bất ổn khi mà thằng này thì nó lại chiến tranh với thằng này. Và chắc là thằng này nó sẽ thân với thằng này hơn, bởi vì là nó đang cùng kẻ thù. Đấy, thằng đệ của mình thì không biết có giữ được hay không, nhưng mình với vấn đề với mình không quan trọng, mà là cái thằng Ý này nó sẽ bị đồng loạt khu vực châu Phi tấn công. Mình đang cần một cái hiệp ước như vậy. Đấy, vấn đề là mình đang cần một cái vấn đề như hiệp ước như thế. Và có thể là mình sẽ còn phải chiến tranh với bọn phía Bắc nếu như mà mình muốn Hispania này à. Hiện tại đây cái thằng đệ này này cực thân mình luôn khi mình cùng tham chiến với nó chống lại thằng Phanh. Mặc dù thằng Phanh này chính là thằng khôi phục thằng Gôm này lên nhá các bạn nhá. Mình nhớ là đầu chiến dịch thì chính thằng Phanh là thằng khôi phục xứ Gôm này lên. Đấy. Đấy. Thế nên là bây giờ mình cũng đang không biết kiểu gì. Ây chà chà, thanh niên này thì nó vẫn cứ chiến tranh với Hung Nô rồi. Thanh niên này mấy thanh niên, ôi, thằng này nó kiểm soát cả một cái khu vực phía bên này cả. Thằng này rất rộng phết nhỉ, đánh sang tới đây. Hung Nô đâu rồi, sang đốt nhà nó đi. Vấn đề là bây giờ mình đang cần sắt, thằng đệ của mình nó chiếm được cái thành này, kiểm soát được toàn bộ cái tỉnh này rồi đây, nhưng mà chắc là còn phải rất lâu nữa nó mới có thể khôi phục cái mỏ sắt lên được. Đấy, thế là vấn đề là còn phải rất lâu nữa nó mới khôi phục lên được. Mỏ sắt thì mình có thể nâng cấp giáp cho lính thôi, chẳng có gì cả. Ở tập trước thì mấy anh La Mã anh cho quân ra đây làm gì nhỉ? Chưa biết nó đang cho ra làm gì. For the tribe. Ăn được không nhỉ? Ăn thì ăn được nhưng mà mình chưa có nhu cầu ăn. Bây giờ lực lượng của mình đây đã. Có thể là mình sẽ chiến cái vùng này. Cái công trình vệ sinh như thế này. Trung tâm thị trấn. Rồi. À, các cái công trình tăng tiền và văn hóa này. Lương thực. Nói chung là như vậy. Vùng này thì lương thực cũng tạm. Các bạn nó lưng thành cấp 3. Thảo nào tốn lương thực thế. Yes. Ships to port. Khu vực châu Phi này thì chắc có lẽ mình chỉ để gần này thôi. Tạm ổn rồi, mình thấy nó cũng không vấn đề gì lắm. Có thể là thêm một hạm đội nữa đây cho chắc cũng được. Cái thằng này khá tốt này. Thằng này Moderic này là thằng đây, một thằng con hoang của nhà vua, nhưng mà mình thấy chỉ số của nó rất là tuyệt. Tuy là con hoang nhưng mà mình thấy chỉ số nó rất là tuyệt. Trung thành này, liên kết để ngọn roi thứ hai, cho phép ngọn roi thứ hai liên kết đứng vững. Và các chàng trai chúng ta đến kìa. À, thằng này nó sẽ cộng vào cái gì đấy, nhiệt huyết này, rất là tuyệt đấy. Đây là một trong những tướng khá tốt, có thể mình sẽ nghiên cứu bổ nhiệm. Hiện tại thì vua chưa có một đứa con đẻ nào chính thức cả. Đây tất cả đều là con hoang. Có thằng con này, đây có thằng con trai này, nhưng mà 45 tuổi thì vẫn còn trẻ chán. Hai thằng con trai. Chỉ toàn con nuôi thôi.
Chưa có con đề. Hiện tại quyền lực của mình hơi thấp nhỉ. Thôi được, kệ không sao, chúng ta sẽ hôn nhân chính trị. 21 tuổi. Kệ đã, kệ. Hết tiền rồi đâu. Bây giờ chúng ta cũng ổn định á. Phía Bắc này có thằng đệ thì ổn quá rồi. Thằng Hung Nô sao vẫn chưa thấy đánh nhau đây nhỉ? Thống đốc à? Ôi dồi ôi, bọn này nó quay nhà mình đông thế. Mày hạ bữa ấy, bọn này nó cử gián điệp sang ám sát mình à? Ôi, lé được, đúng rồi. Né được, né được. Để mượn tay Hung Nô để đi tàn phá thế giới chứ. Kinh tế của mình bây giờ khá rồi thì mình có thể... Nhưng mà mới tập trước thì mình mới ổn định được khu vực phía Nam, đúng không? Khu vực châu Phi. Còn bây giờ mình đang rất cần ổn định nốt cái khu vực... cái đảo của mình đấy. Vấn đề bây giờ mình vẫn còn... chưa kiểm soát hoàn toàn được một thằng Tây La Mã với một cái thằng Ý. Tức là quân La Mã nó nổi dậy. Mình để xem cái tình hình khu vực phía Nam, cái chiến tranh thằng nào nó sẽ thắng ấy, thì mình có thể tính tiếp cho có chiếm nốt cái đảo còn lại không. Cái nhiệm vụ của cái bản này là... ai ôi, chết rồi. Căng nhỉ. Quý tộc sinh con, lại sinh con ngoài giá thú. Ảnh hưởng của phe phái Cơ Đốc giáo Latin. No. Bây giờ mình sẽ phải nâng cấp lên cái này nữa. Mắc cái nhánh thứ ba, rồi lại chuyển sang nghiên cứu quân sự. Vô lý chở phe này nó không bao giờ chết rét cơ mà. Đang sửa chữa và xây dựng. Thirsty for battle. For the tribe. Your orders. Ăn đâu nhỉ? Khá thân với mình. Nhưng mà nó lại đang kẻ thù với thằng chư hầu này của mình. You are welcome. Although my ancestors and people expect talk with purpose. Cộng một xảo quyệt đấy. Thôi ghi điểm thằng này phát. Tham chiến chống lại đế quốc Tây La Mã. Thằng này chảnh thế. Can you spare men to cut a few throats? Không, đấy không phải là thằng anh muốn đánh nhau. They would welcome it at your hands. Kinh nhỉ? Mình tham chiến mà nó còn không chịu. Để ý qua thằng, để nghĩ qua thằng này phát xem nào. Welcome, I suppose. No, do not sit. Thằng này được. Nó là một quân đoàn thì chắc là đánh nhau trên biển nó không ăn thua. Nhưng mà cũng căng đấy, nó mà áp sát phát là cũng vỡ mặt đấy.
Trong sao mấy cái thuyền này rẻ lắm, mua lại được ngay. Bọn chúng nó nâng công nghệ lên có lính giáo đời cao phết rồi. Mình thử sang xem mình có tuyển được cái bọn giáo đời cao này hơn không. Thật sự gồm thì nó cũng chính là Tây La Mã tách ra mà nhỉ. Chơi thuyền này của chúng ta rất rẻ, toàn thuyền đâm hút. They face. For today, we shall shock the very bones from their bodies. Shock and awe, boys! Shock and awe! Thuyền này nó chỉ bắn được một phía, thuyền của La Mã nó bắn được hai đầu. Hay. Cơ số thuyền chìm. The general has been killed. Excellent. Lắp đạn nhanh lên xem nào. Đúng rồi. Nó định áp sát đấy. Chơi trò áp sát đấy. The enemy is boarding one of our ships. Our ship has depleted its ammo reserves. Cho anh khó lắm, hút tiếp đi. Sao thế, không hút được nó à? Sợ gì nó, hút qua đi chứ. Đây này, tập trung vào đây bắn. Đúng rồi. Bắn tan nát thuyền nó ra. The tide of battle turns in our favor.
Xong rồi. Hạm đội của La Mã xong rồi. Một chiến thắng anh dũng cơ à? Ai già. Thuyền đâm húc này thì rẻ bèo, chúng ta khôi phục mua rẻ bèo. Anh em đánh trên biển thì nếu như không muốn tấn công đổ bộ thì cứ mua cái loại thuyền này thôi, vừa rẻ vừa chất vừa hiệu quả, đỡ phải tốn kém. Đó, chúng ta tiêu diệt thằng này, nó chỉ còn vài thằng tàn quân giết là chuyện quá đơn giản. Đó, tàn quân chúng ta bổ sung quân bất kể lúc nào khi cần, bởi vì cái thuyền này nó khá rẻ. Lượng cấp luôn. Dị khí thi đấu với La Mã. Tốt. Rồi. Chúng ta cần kiểm soát toàn bộ cái vùng này. Tường thành cơ à? Sao căn cứ này của nó có tường thành cơ à? Kê nhỉ? Bí mật của chiến thắng nằm ở chỗ tổ chức những thứ không hiển nhiên. Nghe cũng có lý. Tây La Mã vừa được khôi phục cái thì đã bị hủy diệt à? Chiếm được cái đảo này xong thì có lẽ mình sẽ cho hải quân của mình bắt đầu di chuyển dần sang khu vực cái này, để có thể nói là phong tỏa khu vực này lại. Khá nhiều tháp canh. Không đáng ngại lắm đâu, nhưng mà nó tường thành và tháp canh hơi nhiều. Ôi, lính Spear của mình vẫn bị thương nặng quá nhỉ. Không sao, lính Spear thì chỉ có nhiệm vụ là làm tường thôi, nên là chắc là không ngại lắm. Có thể là mình sẽ lên bờ mình xem mình tuyển được mấy thằng Spear để mới chứ. Bắn vào đây cho anh. Nó có lực lượng đổ bộ với chắc nó sẽ đổ bộ nữa. Không sợ. Tuyển được mấy thằng Lego này thì tốt nhỉ. Chín mươi hai phần trăm. Chút xíu nữa thì đẹp. Tầm bắn của mấy cái tháp canh này nó bao phủ lên tận đây đấy, vẫn phải sập cái tháp canh này xuống không thì chết đấy. Đây, quá nhiều tháp canh luôn, cổng nào cũng thấy có tháp canh này. Mã 42% cháy hết ruộng nương của chúng nó rồi. Kỵ binh của mình hình như là lên kỵ binh đời cuối rồi thì phải. Quân sông quân Long Bè nó chỉ có cái loại kỵ binh này thôi. Cháy được tí nào ạ? Phá được cái tháp canh. Cháy lan ra cháy hết cả nhà cả cửa này kìa. Hết nhà cửa. Chưa sập tháp canh.
destroyed the enemy tower! Còn một cái tháp canh này nữa. Nhiều tháp canh quá. Tốt rồi. Sập luôn. Nó hết tháp canh có thể bắn mình rồi. Ôi, cái tháp canh này nó bắn được ra đây. Ủa, đích cư của chúng nó đang bị cháy à? Cha chúng gì cả. Nguy hiểm nhỉ, không đủ cơ số đạn là chết toi đấy. 42%. Bắn vào đây. Cái thằng đã bị thương nặng nhất là còn bị chúng nó bắn nhiều nhất. Kỷ thật. Bọn này đúng rồi. Cổng thành nó bị sập rồi. Trời ơi là trời, không trúng được. 42%. Thế mới đau em. Tháp canh bên này nó vẫn bắn tới. Nhiều tháp canh vãi trưởng. Kể ra mình đục một cái lỗ ở đây mình chui vào cũng được nhỉ. À, cháy lan sập rồi. Ủa, vẫn không được. Đây vẫn còn một cái tháp canh nữa này. Ồ. Nó bị cháy lan sập hết rồi. Kinh nhỉ, cái thằng cung thủ nó trèo lên tường kia nó bắn xây bắn đá của mình ác không? Nó cung bắn xây bắn đá thì ăn thua gì? Mặc kệ nó cho nó bắn hết tên.
tên của La Mã gớm lắm. Gần hết tên rồi. Chính thức hết tên. Chỉ có mỗi cái nhiệm vụ đứng vào hút tên của nó thôi. Cảnh nó nhiều thế. Phá được không? Quá nhiều, một cái vùng đất quá bé này mà quá nhiều tháp canh luôn. Sao nào? 1 này, 2, 3, 4 này. Ui. 5, 6, 7, 8. 8 này, 9 này, 10 cái tháp canh trong khi một cái làng bé bé con này. Thành như thế này mà thủ thì sướng lắm này. Mấy cái thằng La Mã này chịu làm sao diệt. Ba cái thằng La Mã để chịu làm sao để nhiệt lính của anh. Ai rồi? Chú ấy đấm á. Ôi trời. Đấy, với thằng La Mã này cũng gớm phết đấy. Ok rồi. Đây, đây. Là cái lính này à? Ây dồi ôi. Gì thế? Chết thế. Thằng này bị tên bắn chết rồi. Ủa. Anh này anh đá chết cả. Đừng quá. Đứng dậy có vẻ không khỏe lắm. Sosman đâu rồi? Long Ba Sosman rồi. Tiếp. Ôi dồi. Thế rồi, chiến binh Kodan này này. Ai ôi, ôi ôi. Mấy thằng La Mã này gớm thế nhở? Mà phơ mình cũng chết nhiều phết đấy. Oh,
canh bắn kiểu này thì cũng không chết được mấy đâu. Thủy quân hạng nhẹ à? Rồi làm tường cho mấy thằng này, mấy thằng long bè. Chạy hết rồi. Không dám đứng lại để tấn công nữa. Chạy hết. Đẩy đội hình lên. Đẩy đội hình lên. Ui ồ. Đánh nhỏ trên này nữa. Ủa có một thằng vô đan ở trên này thôi à? Ui dồi. Ôi nó bẻ gãy tay này. Ui nó xiên. Ồ. Bẻ gãy tay nó xiên. Ồ gặp phải các chiến binh tôi đang. Bẻ gãy tay, sợ thật. Rồi xong rồi. Dẫm cho một phát. Xiên, đủ. Vãi thật, các anh giết người kiểu rất là ghê rợn. Một chiến thắng dứt khoát đúng không? Có 142 đồng chí chết thôi. Để nâng cấp được cái đội lính lông be dâu dài kia lên đời cuối nó rất mất thời gian nên các bạn phải nâng cấp đến tận công nghệ gần cuối cùng mới lên được. Công nghệ cuối cùng thì lâu lắm. Đấy, bây giờ thì mình đã kiểm soát. Ê, sửa nó đi. Phá cái này đi. Cái này là trại thủ lĩnh à? Cái này để nó sẽ có tăng lính đồn trú đây đúng không? Cũng được. Cái này để xây công trình vệ sinh. Vùng này hết lương thực. Được cái là lương thực ở toàn lãnh thổ mình cũng còn nhiều. Từ đấy nha, chúng ta sẽ cho quân ra đây. Lực lượng chấp pháp trên biển của mình sẽ nhiều hơn đấy. Được đấy. Thằng này. À. Tốt rồi. Tạm thời mình cứ để yên bình ở khu vực châu Phi này đó. Mình không muốn gây sự với mấy thằng châu Phi nữa. Mệt lắm. Hết tiền rồi nên là chắc mình sẽ qua lượt đã. Ổn định xem nào. Vấn đề là đây. Ôi thằng này nó kiểm soát được cả khu vực bên này nữa kìa. Khu bên này nó mình không nhầm thì ở đây có cái mỏ sắt. Carthago. Khu vực này chiến tranh với mình. Không nô đâu rồi. Thống đốc.
tăng và lương thực. Thống đốc này chỉ số cùi thế, 74 tuổi thôi, sắp chết rồi, nên là sắp có người lên thay rồi, nên là mình cũng không lo lắm. Gì đấy? À, ra đuổi cái hạm đội mình. Kinh, rồi chạy phát đã. Chắc là phải bổ sung quân thêm cho mấy cái hạm đội đây. Không là nó thấy ít ít là nó vẫn ra quánh. Ái chà, vượt biển ra à? Gây dựng thêm mấy cái hạm đội đây phát. Xử lý đẹp là chứ không? Nô vẫn chưa chịu tiến sang đánh nhau với mấy thằng kia. Bọn sắc sông với bọn Junte nó chiếm hết khu vực kia rồi. Ôi ôi, nó còn chạy về nữa. À tốt rồi, chúng ta có thể tăng số lượng các quân đoàn lên rồi. Tăng một quả gặp bí mật. Vạch trầm âm mưu à? Nghe cũng có vẻ ngọt. Mình có một thằng con hoang thì phải. Bây giờ mình sẽ thành lập thêm cái quân đoàn để cho nó. Bây giờ chúng ta có thể bổ sung thêm các quân đoàn rồi. Tốt. Có thêm được các quân đoàn thì chúng ta không sợ lắm đâu. Đấy, vùng này mua được tất cả các loại quân rồi. Bây giờ chúng ta sẽ phát triển vào nhánh quân sự. Bậc thầy giáo binh. Để có cái đội của Godan xịn của mình ấy. Your orders? We need good strong men. Mình nghĩ là cái nhiều thuyền pháo ở quanh cũng hay. Mấy cái thuyền này nó rẻ. Thuyền bộ binh này thì thực ra cũng vừa đắt và vừa cũng không có nhiều tác dụng mấy. Chứ thuyền pháo này đâm hút. Đâm hút mà. For the tribe. Vẫn chưa sửa được cái vùng này. Nghèo quá. Thành này bị vây hãm à. Thôi cứ để châu Phi đó như vậy đi. Thêm được một thống đốc tỉnh nữa. Có thể là cho Italia. Tàu này cho cầm quân. Mình thấy chỉ số của nó khá ngon.
chỉ số củi quá. À, hình như là hết tiền nên không bổ nhiệm được. Đúng rồi. Thôi được, cái lão này thì sao vẫn khá hơn. Ngọn roi thứ hai. Ơ, thằng con này chỉ số tốt này mà cho làm thống đốc hơi phí nhỉ. Nhưng mà đây chỉ số của nó toàn như này, của cải. Được. Thằng này cho cầm quân. Chính thức cho thằng này làm thái tử luôn. Thằng này chỉ số rất vớ vẩn. Trinh sát bọn roi thứ hai cũng được nhưng mà không ổn lắm. Let us have good wine until we can talk no more. 24 tuổi cộng 2 xảo quyệt. Và kia 19, cái này con này 20. Cộng 2 xảo quyệt vào thì nó đánh đêm luôn. Chắc để lượt sau đi. Có thêm tí tiền nữa là được. Bây giờ mình còn phải lo ổn định đấy nhỉ. Chiến tranh là phanh. Giao thương. À, ngọt. Ngon. Ai da. Phanh nó định đánh thành của mình rồi. Đưa quân xa như gần này quân anh cũng không sợ đâu. Thoải mái đánh thành mình luôn. Chấp phải luôn. Thằng Phanh bắt đầu đưa quân về rồi. Rồi, Hung Nô bắt đầu xuống đây rồi. Ai chà. Vấn đề của nhà nước à? Vấn đề gì? Kẻ tạo phản. Một kẻ trốn chạy đã đến, hắn truyền bạn. Đừng xúc phạm đến những người hàng xóm à? Đuổi hắn về thì chúng ta sẽ tăng cái điểm ngoại giao với mấy thằng xung quanh đúng không?
vệ sinh này tuyệt vời luôn. Còn dám bắn anh nữa. Thành lập thêm một quân đoàn và thêm hạm đội nữa. Mình chưa di chuyển tới được. Bỏ luôn cái thuyền này. Một chiếc cũng không làm gì. Ngồi cho nó nhanh. Nào để nó xem mày dám vào đây ông oánh không. Ôi. Chơi chết mình được à? À, không đánh được thì chạy lên trên này à? Định tiến vào lãnh thổ mình à? Chắc là phải bổ sung quân cho các đơn vị quân phòng thủ ở đấy rồi. Mình đang chơi thân với mấy thằng nước Anh hay sao nhỉ? Đúng rồi. God gives both wisdom and strength. Một cái đề nghị hòa bình. I give you peace if you will. Thằng này cũng kiểm soát được lãnh thổ gớm phết đấy chứ. Ai dè. Kiểm soát được cái lãnh thổ lớn nhưng chưa làm được gì. Nó có thể tấn công vào đây à? Hình như mình có một quân đoàn đóng ở đây rồi. Trừ chị An. Thà bị phạt chị An còn hơn. Đâu rồi? Lại rút về nước rồi à? Tốt rồi, tường thành cao này sợ gì? Có cả lính gậy trong thủ. Định tấn công vào đây à? Quân đoàn của nhà vua đã muôn phun quân rồi. Nào đánh vào đâu. Xử đẹp bọn này cho anh. Mấy thằng phanh này. Láo. Đây rồi. Bây giờ mình sẽ mua quân. Thằng thái tử là thằng mũ. À thằng hoàng. Đây đúng không? Đúng rồi. Thằng có cái tên là mũ Rick này này. Ready for orders. I want hourly patrols.
Thái tử đấy. Thái tử thì phải luyện cấp đã. Ủa đắt thế. Ủa kỵ binh nó đắt lòi luôn này, 500 bao nhiêu này. Upkeep này. Sợ nhở. Đắt nhưng mà nó chất. We need good fighters. Fight with us. It's a good life. Mấy lượt nữa. For the tribe. Ready for orders. Nói cái phòng thủ rắn đét ở đây là sợ gì? Bảy bảy lương thực là đã sắp hết rồi đấy. Lên lương thực trước đã, trước khi lưng nó thành lên cấp 4. Lười. Thống đốc cấp 7. Bình tĩnh mà phát triển thôi. Bây giờ thằng Phanh nó có 3 quân đoàn ở kia. Quân đội của nhà vua sẽ phải xử từng thằng. Hiệp ước hòa bình là không thể. Hiệp ước hòa bình là không thể. Khó khăn lắm anh mới lấy được lòng trung thành của cái thằng đệ của anh mà mày bảo anh hiệp ước hòa bình. Đời đâu có dễ thế. Đế quốc Đông La Mã. Ái chà. Nhưng mà thằng Đông La Mã này nó vẫn mạnh phết ấy, nó vẫn hạ mấy thế giới ấy. Ồ. Kéo quân ra đây sau đầu lại chạy lông nhông ở đây. Không đi, không chết. Vãi trưởng. Đại quý tộc sinh con trừ 10% kiểm soát cả. Cán cân sức mạnh đã thay đổi rồi. Tăng chức cho nó. Quyền lực của mình giảm hơi nhiều nhỉ. Tăng trung thành, tăng trị an, giảm đoàn kết, giảm tiền. Ở cái mức này thì vẫn có thể gọi là tạm được, nhưng mà về lâu về dài là không ổn. Ready for battle. Mày cắm trại mà anh sợ. Cắm trại nó giết từng thằng một. For the tribe. To your duty. À, cho nó đuổi. Đuổi mình chạy phát mà mình quay lại luôn. Thành lập quân đoàn trên này để mua mấy anh mở unlock được thêm công trình mới rồi. Vùng này chưa có công trình tôn giáo à? Mà lương thực cũng hết mất rồi. Hết mất lương thực, không lên được tường thành.
lên tường thành. Ồ. Vệ sinh rất tốt, không lo lắm. Warriors all. Your orders. Quân phòng thủ ở đây là đủ. Ready for orders. Easy into port. Cho tướng huyền thoại về chuẩn bị cho trận chiến ở phía bắc. Put your backs into it. Come fight for us, lads. Phòng thủ cận chiến. Thống đốc này rất tuyệt. Nó có cái skill này, nếu không mình cho nó cầm quyền để đánh nhà trận cũng được. Update bọn này lên đây tốn tiền lắm. Thirsty for battle. Get to it, men. Ready for battle. Ready for orders. Định ám sát vua của anh à? Chơi vua anh à? Mình có thể. Ai ôi, hung nô nó đốt hết chỗ này à? Vãi thằng hung nô. Ôi ôi. Ủa cho nên pháp sư của mình bị chúng nó đập tét luôn. Ui dồi, né tốt thế. We come to you in strength, to speak words of strength. Reply then. Không thể có hòa bình được. Không có đường về. Ô, không dám đánh nhau với tướng huyền thoại mình à? Nó lại cử quân ra kìa. Ba quân đoàn của nó mà cũng không dám đánh nhau với tướng huyền thoại chúng ta. Mình đang chờ, chỉ chờ. Bây giờ cũng chả muốn đi đánh nhau nhiều mà để nâng cấp lên cái đội lính kiếm để cuối mà. Lâu quá. Mấy thằng hung nô này. Ồ. Coming Storm. Một cơn bão đang đến à? Ủa, tên quân đoàn của nó đã thấy chất. As clouds gather, wise men look for friends to shelter them. In you, I... No. Một phe phái nữa đã bị tiêu diệt. Kỳ hạn làm việc đã hết. Chết chả, phe của mình hơi ít lãnh đạo. Củng cố quyền lực thôi. Chưa lấy chồng được à? Tăng một xảo quyệt nữa. Tới nhá, cho nó lấy con vợ hung nô. Mình nhớ vừa thấy cái lúc nãy có một đứa nó. My friend, be welcome. The ancestors smile upon you. Đây là cộng 2 xảo quyệt luôn. Chi cho nó 3.000 để cưới con bé này về. Cao. 2.000 thôi. Vẫn cao.
Vậy 1000 là được rồi. Cộng 2 xảo quyệt là rất tuyệt vời đối với tướng cầm quân. Đấy. Tướng cầm quân mà có 2 xảo quyệt thì rất tuyệt. Rồi. Bây giờ thì nó chưa thể hiện, lượt sau nó mới thể hiện lên. Đây. Cái skin này rất tuyệt này. Phí duy trì cho lính đánh thuê. Sĩ khí cho lính đánh thuê á. Sát thương cận chiến này. Tôn giáo Jack và Nick này. Cái này cái gì nó cũng có tác dụng. Khí chất chỉ huy. Khi bị khi vây hãm. Kỹ sư vây thành. Thẩm quyền khi làm lãnh đạo hạm đội à? Ô. Cái này nó trừ giáp. Chúng ta sắp lại có một vị tướng khá mạnh thứ hai à. Đã xong, Hung Nô đã đốt xong. Và như mọi khi. Yes. Còn cái tỉnh này nữa để cho Huno đốt lốt á. Thằng này nó lại thân với mình à? I welcome you, worthy speaker. I listen because your people are known to have honor. Ôi, mình có hai đứa con gái đều tăng xảo quyệt nhá. Rất tuyệt. Hai đứa con gái đều tăng xảo quyệt. Không thấy nó tấn công mình nhỉ? Không thấy nó dám tấn công mình. Vệ sinh vẫn còn rất tốt. Không phải ngại lắm. Thống đốc. Nghiện rượu. Thống đốc này 70 tuổi rồi. Một thống đốc trẻ mới được bổ nhiệm à? Ngu đần. Chịu chết. Sĩ khí khi bị vây hãm. Của cả cái nông nghiệp. Cái thằng Ostrogoth này vẫn chưa bị tiêu diệt à? Phía Bắc này sắp có chiến tranh đến nơi rồi. Mình nhìn kiểu này
Nó cử bao nhiêu gián điệp sang thì nó đập quân của mình. Cái vùng biển phía dưới này có vẻ không ổn lắm nhỉ. Chắc là mình phải duy trì một hạm đội đây rồi. Thêm một hạm đội nữa ở đây rồi. Hung nô lực lượng vẫn còn rất mạnh. We see no profit. Chiến tranh cũng là một cách để giữ hòa bình. I hope that this offer of coins will be taken in the right spirit of comradeship and respect. I hope. Không được, không được. Nó đang chiến tranh với thằng đệ của mình. Mà thực ra cái thằng đấy thì nó cũng có làm gì được mình đâu. Ở cái... Nó đứng ở cái xó đấy thì nó làm được gì mình. Giáp lên này, giáp lên, thiếu sắt. Ông đệ này của mình vẫn chưa có sắt à? Ở đây rồi, một lượt nữa đây mình có sắt. Thằng này thông minh phết nhỉ, nó cũng biết xây cái là công trình này. Vậy là mình đã có sắt. Ready for battle. Ready for orders. Move out. Mày mua quân á. Ready for further orders. Death in battle. There is no finer ending. Quái nhỉ, bây giờ thành lập thêm một quân đoàn nữa đây. 12 quân đoàn. Chiến binh quả cảm. Dễ nhìn. Thằng này để xem chỉ số của nó tiếp theo như thế nào. Nếu mà nó tốt thì mình sẽ nhận cho nó làm con dê của mình. Đội ngũ tướng lĩnh trẻ. Mình có mấy cô con gái đây này. Kinh tế của mình bây giờ cũng khá rồi nên mình sẽ phát triển thêm quân đội nữa. Có thể mình sẽ tăng lượng, tăng số lượng quân đoàn lên. Hả? Hai thằng ái giả. Khôi phục lại một, các cái vùng đất này đã. Hung nô nó đốt đến đâu mình khôi phục đến đấy. Ôi. Ám sát chết mất. Thì tu mình mất rồi. Bọn này gớm thật.
Sassanid. Oh, đã nhìn thấy Sassanid. Ôi ôi, hung nô nó còn đi khắp nơi. Perhaps, in your wisdom, you might find time to attack these people, as long as your plans are not harmed. Perhaps, in your wisdom, you might find time to attack them. Đó. Hai thằng Slaver gì? Bổn phận vẫy gọi. Ô, chết tướng huyền thoại của mình hy sinh rồi. À đâu bị ám sát hụt. Gớm nhỉ. Tưởng hy sinh, may quá. You get to work. Are you ready to do your duty to the tribe? Thirsty for battle. Để vài lượt nữa hồi vậy. Hồi dậy đã. Ready for battle. Starting out. Mấy thằng phai bọn này nó cũng không tiến được ra đây. Nó dọa làm sao được mình nhỉ? Một hạm đội nữa. Kinh nghiệm cho đạo quân đánh xa. Assembling the fleet. Assembling the fleet. Đủ rồi. Gần đây hạm đội ở khu vực này là chắc là bảo vệ tốt rồi. Vấn đề là bây giờ thằng này hung nô nó đánh nhau gần hết đất rồi. Sắc sâm. You have the ear of my people. Chịu làm sắc sâm chịu hòa bình với mình nhỉ? Dante này có chịu không? I am sure you have many pleasantries for. Sugo. Tuyệt lắm. Dám ám sát tướng của mình chắc phải mấy lượt nữa mới lại khôi phục lại được. Thế quan thì mình không sợ bọn này, mình sẽ diệt hết bọn này luôn. Bây giờ mình chỉ lo giữ lãnh thổ. À, tấn công vào cái làng phía trên này của mình. Xin mời vào. Nó chạy vòng quanh ở đây để tấn công này, nó chưa tìm được cái làng nào để nó tấn công. Ôi chết chở, nó tấn công thẳng vào thủ đô của mình được. Thủ đô của mình đâu có tường thành đâu. Rất nguy hiểm khu vực phía bắc của mình. Trời ơi, hung nô. Bây giờ đang là thời kỳ hùng mạnh nhất của hung nô mà.
I set aside my sword to speak to you, warrior. Thằng ghẻ lở đấy mới rồi lấy con gái của anh á. Mày. Thirsty for battle. Set up a watch. Ready for orders. Thằng kia này dễ nhìn. Tên nó là cái gì, Clochoda Dacha gì đây, tên gì mà khó đọc thế nhỉ. Là thanh niên này à? Đây, cho lấy thanh niên này đi. Warriors all. Mua quân cho anh. We need good fighters. Fight with us. It's a good life. We need good fighters. 1 2 3 4 5 6 10. Fight with us. It's a good life. Death in battle, there is no finer ending. 11. Come, fight for us, lads. Are you ready to do your duty to the tribe? For the tribe! Tấn công ở đây á. Ôi, nâng cấp ngựa này lên thì tốn tiền lắm. Lính của nó cũng không có gì gớm lắm đâu. Ăn được. Vào đây con. Đây là nó có chạy được đến cái thành này không? Không. Không chạy được đến đây. Đây rồi, có thể rèn được vũ khí. Chúng ta đã có sắt. Nguyên nhân chúng ta có sắt là bởi vì thằng đệ này của chúng ta nó xây cái lò rèn này lên rồi. À, nó đây rồi. Chúng ta có thể nâng cấp lên để thể có sắt rồi. Có sắt rồi. Phía Bắc đã có sắt. Chờ phía Nam thôi. Bẩn thỉu. Kỹ năng chưa được chỉ định. Ready for battle. Nhà hùng biện thẩm quyền. Hành động truyền bá tôn giáo. Cái vùng này toàn ảnh hưởng của tôn giáo La Mã thôi, nên là chúng ta sẽ phải à đây rồi. Ready for orders. 900 hết tiền à. Thirsty for battle. Sợ chưa? Tưởng chỉ số nó phải như này. Thằng này đánh được ai? À, xác sông à? Xác sông. Khôi phục cái tỉnh này lên đã. Warriors all. Your next command. Để xem thằng Phanh nó có đánh mình ở trên kia không đấy nhá. Nếu nó dám đánh mình thì tốt đấy. Nó mà ám sát chết vua thì mình toi đấy, đùa lắm.
Ủa, né, né. Rồi, như đã dự liệu, nó đã quyết định tấn công. À, nó vây như vậy hình như mình không mua được quân nữa thì phải. Carrion birds and jackals will grow fat on your carcasses. Thằng này quyết định chiến tranh với mình nhỉ? Kêu gọi đồng minh tham gia nhỉ? Mình không chắc thằng Sugo nó có tham gia không. Cái đảo kia bây giờ cái thằng châu Phi thì nó chiếm được rồi. Thế thì mình sẽ ra mình kiểm soát lốt cái đảo đó. Không muốn tiến xuống châu Phi mà phải tiến xuống à? Đông La Mã vẫn tiếp tục đề ngựa một hiệp ước hòa bình. Muốn một cái hiệp ước hòa bình nhỉ? Đế quốc của chúng ta phát triển lên một mức khá mạnh khi có 12 quân đoàn là khá mạnh đấy. These people trouble us greatly. Chấp nhận. Mấy thằng mấy cái thằng Slaver đấy có quân quá đâu mà phải sợ. Rồi, quyền lực của chúng ta sẽ được tăng trưởng đáng kể. Ready for battle. Không mua quân, điên thật. Ready for orders. Getting on our way. Cho nhà vua lên hỏi thăm cho nó xem nào. Nó vòng vòng qua đây nó không đánh được. Ồ. May quá, kịp để ý lại. Xuất sắc à. Giáo binh quý tộc Slavic. Bọn này chấm hung nô tốt lắm. Tí nữa thì nó vào nó phơ cái thành của mình. Ready for orders. Move out. For the tribe. Thirsty for battle. For the tribe. Mấy cái thằng du mục này. Mày đi làm sao? Starting out. Mày đi làm sao? Đánh nhau mấy thằng Slaver tí nhỉ? Mình chưa đánh nhau với bọn Slaver này bao giờ. Úi giời ơi. Tuyển đâu được mấy con ngựa của Hung Nô kia? Ơ, quân đoàn này còn chưa thay pháo. Tí về cái thành thì thay ít pháo đã. Nó khá nhiều kỵ binh ấy nhỉ? Nhiều kỵ binh không có. Thế thì không cần lập test studio, phải lập cái này. Shields up!
awaiting orders. Kỵ binh của chúng ta đâu phải giọng vừa, sợ gì kỵ binh của nó. Binh của mình đắt kinh khủng luôn. Hơn 500 upkeep của một đội này, sợ thật, đắt gấp đôi đội của những bộ binh bình thường. Chỉ được cái dâu là đẹp. Obey my orders and unleash terror on these pitiful beasts. It will now. You know, I think I've seen more threatening wolves. We outnumber the enemy. Nó ở dưới cái sườn dốc này. Chuẩn bị lên bây giờ. We have sighted the enemy. Mấy thằng Slaver này trông thế này thôi nhưng mà nó chống nô rất tốt các bạn. Nó toàn xuất sắc chống tên này, xuất sắc chống kỵ binh rồi. Lạ. Mà hai cái thứ đấy thì đúng là khắc chế hoàn toàn, khắc chế tuyệt vời không nổi. Rồi. Đúng rồi, tiêu diệt con ngựa nó trước. Rồi, chơi vào đây này. Cơ số luôn. Chết nhiều phết đấy, đùa đâu. Này mà có xe bắn đá lại dạng đạn nổ. Tuyệt luôn. Ôi, này như này, sốc phát chết gần nay thằng của mình. Ba cái thằng này tấn công được cái gì? Noble Horse. Chơi cái tướng đó đây. Ném lao ấy, cho mày ném cả ngày luôn. Thậm chí trận này anh không thèm cho lọc bè để tấn công. Cho mày đánh nhau với lính giáo của anh. Tiến à, chết rồi, tướng nó cầm dìu. Thôi được, xử lý được tướng nó thôi. Cái mới này hết rồi à? Rồi cái binh nhỏ kêu kêu kêu. Sốc từ đằng sau lưng này thì mất cơ số quân rồi. Rồi rút ra. Sốc phát. Chết luôn tướng.
quả sốc ấy chết luôn được kìa. Mấy thằng này chỉ bắt đạt được hung hô thôi. Mấy thằng Slaver này chỉ bắt đạt được hung hô thôi. Thế mà mấy con ngựa của nó cũng phi được nhiều phết đấy chứ nhỉ. Nó sốc mình một phát chết mất bao nhiêu quân. Lúc mà nó lẩn vẩn dưới biển kể ra mình hạ nó luôn cũng được. Xong một thanh niên nữa và một người nữa. Getting on our way. Chà. Ready for battle. À, tiếp viện ở trong thành chui ra càng tốt. Ui giời ơi, tưởng tiếp viện nhiều thế nào. Đánh nó tu kéo tốn quân nhỉ. Kệ, bọn trà đám bao nhiêu quân. Chiếm luôn cái thành này. Chiếm luôn thành này được. Thành này có quá đơn giản. Giải phóng thằng gì lên đây. Cướp phá. Cái thành này to mà nhỉ. Có cái thành này thì mình có thể gác ở đây được. Ồ, quá tuyệt luôn khi nó xây dựng các cái công trình này sẵn cho mình. Thiếu mỗi công trình vệ sinh dịch tễ. Thủ phủ thì không nên xây mấy công trình này. Tướng này của mình chả thằng nào dám tấn công luôn. Nhìn nó thấy sợ rồi làm sao dám tấn công. Sĩ khí khi chiến đấu trong rừng, sĩ cơ hội mai phục. Của cải, chăn nuôi. Phạm vi di chuyển này. Sĩ khí với đấu với phương đông, sĩ khí với đấu với các bộ lạc du cư. Chất luôn. Giáp 70. Phòng thủ 54. Rất kém sát thương xuyên giáp. Tốt tấn công chấm bộ binh. Ready for orders. Warriors all. Nabo là cái cảng này kìa. Thằng khỉ này. Chả khôi phục mấy cái thằng La Mã lên nào có gì cho nó mệt. Phía Bắc này hình như nào rồi. Thế Bắc này tình hình thế nào rồi? Nhà vua đến đây để giải cứu quân đoàn này. Mình chiếm được cái cảng biển này nữa thì mình có thể phong tỏa không cho nó tấn công qua đường biển của mình nữa. Được rồi nhỉ? Cũng hợp lý mà. À, nó nhìn thấy tướng của mình đang đến là nó buộc phải tấn công.
nó buộc phải tấn công à. Chơi tất tay à con? Chơi tất tay thì chơi tất tay luôn. Trời mưa. Ai già, chúng ta lại có một trận thủ thành tiếp. Lâu lắm rồi chúng ta mới lại được một trận thủ thành. Nên lần này thì có vẻ khó hơn. Không sao. Cứ có defensive test studio là được hết. Đông quân lắm, trận này là trận chắc lại mệt mỏi rồi. Stand ready. Defensive testudo. On watch. Be on guard. We will pierce their hearts. The gods watch over us. Ai cha, à, trận này mình còn khá nhiều cung thủ luôn. Cho hai đội cung này đứng đây để dự bị. Phát tên đi. Orders. We hunger for blood and battle. Nó lấp ở đây cho khỏi bị bắn tên này. Rồi. Ồ, mình đông cung lắm. Chắc là mình sẽ phòng thủ tốt. Đội rìu này thì cơ động, tướng cũng vậy. Xem là tình hình quân địch ở đâu rồi. Vào đi con. Cái đội kỵ binh đầy cùi đầy đầu của mình bây giờ nâng cấp lên thành kỵ binh mạnh thế nhỉ. Quý tộc Shamanic. Enemy reinforcements have arrived. Nó gọi bọn này là Noble Horse, có nghĩa là chính là cái bọn kỵ Noble Horse trong Rome 2 ấy. Cánh bên này thì toàn kỵ binh luôn. Nhiều tên lắm, dự trữ tên của mình còn nhiều. Bắn bọn này thấm đòn luôn, sợ gì. Mình rất thích cái thành kiểu này. Thủ hơi bị sướng luôn. Chấp quân nó chạy vào luôn. Vào đây con. Úi giời. Tầm bắn của cung thủ mình còn xa lắm. Cung thủ Germanic này về sát thương của nó cục dạng là rất cao đấy các bạn ạ. Chỉ có mỗi cái vấn đề là nó chỉ có một vấn đề, đó là cái giáp của nó rất củi, nó không gần như không có giáp. Nên là nếu mà nó đánh ở trên bộ và tấn công ngược trở lại thì nó lại rất là kém. Nhưng mà nếu để mà nó phòng thủ trên tường như này thì gần như không ai đánh được nó này. Tên không bắn được nó này thì thảm họa cho đối phương. Và được đến nơi chắc nó bắn cho cũng gần trên. Bọn này vào nơi chết hết.
has been totally destroyed. Ô cái tường đường chỗ này nó khó đi thế nhỉ? Em phải vòng vòng qua đây. Cái này mà chạy được đến nơi thì chẳng chết à? Hết à? Tưởng gì mấy con ngựa lên đây thì anh khử hết. Hai đội này là hai đội dự bị của mình. Rồi cứ dự bị thôi. Tên nó bắn như mưa này. Chúng ta còn rất nhiều tên bởi vì kẻ thù còn rất đông. À, chạy đi đâu? Rồi mấy con ngựa điên chạy vòng ra đây để phá tháp canh của mình. Cung thủ Shamanic đứng trên tường thì chúng mày hỏng ăn rồi. Úi giời, vào đây ăn ngay. Sẽ ăn no tên của chúng ta. Đánh nhau trong một ngày mưa gió. Lưỡi cung dài, trường cung. Trường cung. Đánh bên này cho nó toàn kỵ binh vào. Binh của nó đã đến rồi. Bộ binh nó đến thì cho lính dìu ra. Kỵ binh thì cứ để cho mấy anh kỵ binh cứ để bọn Spee nó đủ ăn. Rồi. Rồi lo tên. Rồi. Chưa lên đến nơi đã chết gần hết rồi. Chạy. Chạy hết, chạy hết. Đội cung của mình bắn thấm lắm. Quên mất không điều khiển bọn này. Mấy thằng quỷ đá này á? Mấy thằng quỷ đá này gì? Chết trên tường. Ôi, tên nó bắn này như mưa. À, tướng của nó này. Quý tộc Germanic. Chưa cần. Cánh bên này có vẻ thương nặng nhỉ. Chưa đến mức cần phải bổ sung quân. Tướng chưa vội. Cái cung tên của chúng ta dã chúng nó cũng chết gần hết rồi. Rồi bắn tên. Bọn này bò lên đến nơi chết gần hết. Sống nổi. Tên nó trên tường nó dã nó chết. Giáo binh Germanic. Cánh bên này bắt đầu vào à? Ai ôi bên này đông thế. Đông thì làm gì.
chết tới chân tường. Úi dồi, cái như này thì lắm lính dìu. Căng, cánh bên kia là hơi căng. Lấy lại tinh thần này, lấy lại tinh thần này. Xong. Cho nó lấy lại tinh thần. Sốc hoàng tướng nó phát ạ. Giải quyết êm khu vực cánh bên này. À, nó tấn công tướng của mình. Tấn công tướng anh làm sao được. Tướng mình nó chạy ra đây. Bắn tấn công của mình à? Tướng địch đã chết. Rồi, chúng ta đã giải quyết được cái cổng bên này rồi. Ra đây. Nhưng mà nó còn tiếp viện nữa cơ mà nhỉ? Làm sao mà hết được? Chết chúng nó đi chứ nhỉ? Cũng tên rồi. Tên thì chúng ta bắn trên tường xuống, chúng nó sống làm sao được. Ôi, lính speed của mình. Cánh cổng bên này thì tạm ổn đúng không? Bên này nó lắm đến dịu quá. Tên mình sắp hết tên rồi cả. Chạy rồi. Chết cái thằng cuối cùng luôn. Đánh như chết ở dưới chân tường này. Thấm luôn. Cố gắng giữ bình tĩnh anh em ơi. Giữ được đội hình nào vẫn có thể sống được. Đúng rồi, Testudo vẫn tiếp tục lên là được. Ôi, đội dìu của mình. Đội dìu của mình thương vong nặng. One of our units can no longer fire. Keep watch. Lên tường. Tường ra đây để bút tinh thần binh sĩ này này. Bắn được à? Sợ rồi. Sống làm sao được. Chết lốt.
còn có tiếp viện đâu nữa, vào tiếp đi xem nào. Wow, thương nặng lắm. Sung sức, chịu thương vong cao nhưng mà vẫn sung sức kìa. Nó bị ăn tên từ trên tường xuống chết nhiều quá, nên là nó cũng mất tinh thần. Đúng đúng đây à? Ủy lạo tinh thần linh sĩ rồi. Tự tin chịu thương vong cao mà vẫn tự tin sung sức. Kiệt sức. Mất tinh thần rồi, anh em cố lên. Cánh bên này hết rồi, điều lốt hai đội này sang. Ôi lính Spy của mình chạy vào phút cuối à. Rồi ô. Giết chứ. Rìu chém đến cùng. Mà mày chạy ra để cung bắn bớt đi. Độ speed của mình thương nặng thật. Thương nặng nhưng mà vẫn chiến thắng. Đúng rồi, nó chạy ra ngoài này cung nó vẫn phơi cho chết. Đến tới nơi rồi, lính Nam Á rồi. Ồ, chân thành của mình la liệt xác chết ở dưới chân thành. Quân thủ tấn công cái mục tiêu rất là xa. Mục tiêu gần gần thì kỵ binh nó lùa hết rồi. Bậc thầy giáo binh Jack Manic kìa cơ à. Có thể nó lên cấp nhanh hơn mình à? Ai sợ đội cung tên của mình bắn vẫn thấm hết. Thôi được rồi, một chiến thắng anh dũng. Ai rồi. Nó buộc phải đến bởi vì nó nhìn thấy quân của mình đứng sẵn rồi. Nhà vua của chúng ta đã tiến đến. Nó khá nhiều lính dìu. Nó khá nhiều lính dìu.
Còn vài cái thằng du mục. À, đã đến anh sắc sông. Nó phải mua thêm mấy quân hạm đội nữa ở đây thật. Mình phong tỏa hết cái vùng này lại. Ây da. Thằng Phanh thì chắc là hết lực lượng rồi. Nó có 3 quân đoàn để nó cử đi thì bây giờ đánh tan tác cả ba rồi. Nhưng mà kể ra để yên tâm thì cứ có hai đội lang có ba đội dâu dài nó đứng ở phòng thủ ở làng này nữa thì chắc cờ. Chứ không thì nhiều khi nó nguy hiểm phết. Chưa lấy chồng được. Chết rồi. À, cô con gái xấu xí của mình chồng chết rồi. Hồi quân nhanh phết nhỉ. Lên móng ngựa, lên được móng ngựa cấp cao hơn. Nó phá tan tành nhà của mình như này. Không có nhiều lương thực để mình lên nhé. Vệ sinh rất là tốt rồi nhưng mà không có nhiều lương thực để mà lên. Không có nhiều lương thực để mà lên. Trong Phanh. À, nó kiểm soát nước Anh mà vùng nước Anh lại có mỏ sắt. Mình có thể chủ động nguồn sắt ở đây. Đưa quân sang đánh luôn. Kệ cho nó đấy. Tiện thể chỗ này có khi mình tuyển được mấy thằng quân mới chưa nhỉ? Mấy thằng đệ mới xem à. Sao vẫn giáo binh cùi này? Như này chán thế nhỉ? Chưa lâm cấp rồi Warriors all. Is there nothing else? Cái gì đây? Kaltapak. Sao lại tuyển được có một thằng? Vùng này có đến 3 cái làng cơ mà. For battle. You get to work. Warriors all. For the tribe. Warriors all. Rút à? Không dám công vào thành của anh à? Hạm đội này ở đây thì êm rồi.
Thằng nào dám vào đánh chứ? Hạm đội này nữa chắc phải bổ sung thêm. 12 là rất dễ bị cho nó phơ đấy. Lên tường cấp 4. Thiếu tiền không lên được. Ready for battle. Ready for orders. Có một thằng nó đang lẩn vẩn trên nhà mình. Một thằng sắc sông đuổi bắt chạy luôn. On the move, lads. For the tribe. Kill them all. Dừng thưa, chết rồi. Ai giời. Quánh mày chết luôn. Những vùng bình an sinh ra những kẻ hèn yếu. Hơ. Nghe cũng hay nhỉ. Ai, nó có một đội rìu. To động phụ không. Mà phải đi tuyển nữa. Ôi dồi ôi, sao chúng ta lại có được một cái địa hình hay thế. Địa hình này chơi phòng thủ thì quá tuyệt. Đội hình này chống kỵ binh thì phải nói là tuyệt vời luôn. Đã còn được cái chỗ này, nó có cái gò này nữa. Không vào được. Lâu lắm rồi được một trận đánh ở trên đồng bằng đẹp thế này. Mình thích những trận đánh ở cái vùng đồng bằng như này, đừng có cây cối gì cả. Cây cối khó chơi lắm. We have sighted the enemy. À, còn đạo quân gì của mình ở đây? Làm gì có nhỉ? Mũi tên giật cả mình. Trời quá đẹp. Kỵ binh ở đây.
cứ cho nó bắn tên đi. Ui, thấm thế. Ôi, mình bị mấy con ngựa nó lém lao. Chết, hơi thấm đấy. Cánh bên đấy thì không cần. Tấn của chúng ta, tướng của chúng ta bị tấn công à? Chơi ngay thằng gì đó. Thằng này đu lại cho anh. Kinh nhở. Bọn này hộ báo hơn mình tưởng. Cho bọn ngựa này ra đây ngay. Ai da, nó mạnh hơn mình nghĩ đấy. Nó vẫn giết bắn được cái bọn này à? Mấy cái quỷ đá này của nó gớm nhỉ. À nó hết rồi. Chắc mắt bất đội này không nhỉ? Dễ lắm. Gớm nhỉ? Mạnh thật. Rồi, điên rồi. Chơi nó luôn. Cho nó điên luôn. Quỷ đá nó mình không diệt, nó khử mình hơi nhiều. Chiến binh Bắc Âu bọn này đam nó cũng to phết đấy. Giết thằng tướng nó đi. Nó sát sông này cũng mạnh mà. Ôi thằng kia nó điên loạn nên nó chạy đi chém lung tung. Xuống đây hiểm trợ cho nó. Đúng rồi. Điên luôn. Và hồn vã lứa nhỉ. Nó khôn đấy. Khôn như mày thì bao giờ mà chết được. Tuyến này rắn nhỉ. Enemy units have been rallied.
nên nổi điên. Úi dồi ôi. Rồi lại ra chơi thằng này cho anh. Tướng của nó nổ, tướng của nó điên. Ai giả để xem nó điên được đến đâu mà. Longbar Swordsman. Lại điên cuồng chém giết à? Đây rồi, lại đang điên cuồng chém giết rồi. Ghê nhỉ? The enemy general is fallen. Tớ địch đã chết à? Thế là chắc nó mất tinh thần đến nơi rồi. Ôi ôi, mình cứ nghĩ là trận này để thương vong nặng thế. Đấy. Một chiến thắng sát nút à. Mất hơn khá nhiều quân. Cái đòn đính kiếm này của nó chất phết nhỉ. Mất một đội long bè rồi. Anh. On the move, lads. Ready for orders. Vẫn về thành được. Với lực lượng này thì cũng chả thằng nào dám công với thành của mình. Có cả Katapak. Sao lại ăn luôn thằng ai là thằng phanh bên này nữa. Cho nhà vua lên đấy khử phanh. Cái gì đây? Đô đốc à? Qua lượt. À, nó có được bao nhiêu quân đoàn mà nó dám ra đây đánh nhỉ? Chạy hết, không nào dám đứng ở đấy à? Về mua xe bắn đá đã. Ôi chết rồi, cả châu Phi lẫn Tây Ban Nha đều là kẻ thù của mình rồi. Rồi hung nô bây giờ nó đông thế. Thoát khỏi cái bọn châu Phi. Hết thằng nọ đến thằng kia. À. Đã thiết lập phong tỏa địch. Hãy
kia mà nó có cái mẹ gì đâu mà có cái quái gì đâu mà gớm thế. Mình có cả bổ sung của quân đây cơ mà. Chìm xuồng phong tỏa mình là mình không giao thương được thôi. Chắc chủ yếu nhiệm vụ là ngăn cản biển, ngăn không cho mình giao thương. Ready for orders. Your orders? Sao lại không mua được quân? For the tribe. Hard on the oars. Có vấn đề gì à? Lương thực tốt, mọi thứ tốt mà nhỉ? Lương cái tường thành lên rất cho nó chắc cờ vùng này. Thirsty for battle. Warriors all. Ấy Lego lính kiếm kém sắc xuất sắc và có test studio. Nên dùng bọn này hay là dùng mấy thằng Spy này nhỉ? Thằng Spy thì nó chống được tầm xa, nhưng mấy thằng này thì... Bọn này thì máu rất cùi. Thôi được, dùng tạm. Méo mó có hơn không? Nhưng có lẽ cho nó phòng thủ ở thành thì tốt hơn. Đổi cho mấy thằng này. Mua thêm mít quần. Đồng thời mua cái bọn xe bắn đá để cuối đã. Ôi, đứa này mua quân phát là lên rank bạc luôn à. Bậc thầy giáo binh Germanic. Nó chỉ không có test studio thôi. Are you ready to do your duty to the tribe? Ui dồi ôi, bên này bắt đợi hợi thằng này chiến tranh với ai rồi? An Tây. Sao nó lại cử quân ra đây? Chiến tranh lốt với thằng này là mình đẹp lãnh thổ vậy. Từ xa hình như mình có thể thành lập thêm một quân đoàn nữa mà. Hết rồi. Full kim rồi. Ready for orders. Xả quyệt 4 luôn. Cộng 1 xả quyệt cho chồng. Phạm vi di chuyển cho chiến dịch, cơ hội phát triển chiến dịch. Ready for battle. Your orders. Sáu chiếc. Ready for battle. Nhà vua của chúng ta sang đây tấn công vào cái thành này của thằng Phanh à, chiếm cái vùng này là mình có mỏ sắt này. Mình chủ động nguồn sắt luôn. Không phải phụ thuộc nhập khẩu của thằng đệ nữa.
Ê. Kiểm soát tỉnh đấy à? Thằng đấy kiểm soát xong để chết luôn rồi. Ô, 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 ô. Căng rồi. Căng rồi, căng rồi. Căng rồi, căng rồi, căng rồi. Ô, ô, ô. Oh man. Ôi giời ơi, quân phòng thủ của mình. Trận này to rồi. Mất thành trì rồi. Mất thành trì rồi, mấy cái khu vực phía nam này nữa. Mình quên mất mình chưa lâng tường thành lên. Việt Nam này thành của nó rất là quái quăng. Trời ơi, đã còn sương mù nữa. Đã khó đánh nhau rồi lại còn sương mù. Đánh kiểu gì? Đứng ở đây và chiến đấu đến chết. Đứng ở đây và chiến đấu đến chết à? Hy vọng là các vị thần ủng hộ đúng không? Mình chắc phải cho đứng ở gần đây. Không vào được. Tấn công ở đây. Điểm trợ của binh thôi. Có lẽ mình không nên cho quân đánh vào gần quá. Lại còn sương mù thế này nữa. Khổ đời. Không chứ. Đánh nhau trong sương mù. Enemy reinforcements are bearing down on us. Ready and waiting. Chết đến người cuối cùng. We hunger for blood and battle. Bậc thầy giáo binh Bắc Âu. Rồi, đội thuyền này đâu rồi? Sẽ nhanh như thế. Không nhìn thấy gì để mà đâm húc cũng khổ.
Tôi không... cố gắng hạ bớt đội thuyền này của nó xuống rồi thì may ra. Nhanh, hạ đội thuyền nó xuống. Cướp biển sao nào? Khu vực này thành eo biển máu cho. Đúng rồi. Sập hết thuyền nó cho anh. Chấp nhận thương vong. Ồ, bộ binh nó không cho đổ bộ là được. Bắn đằng sau này. Sương mù mình không quan sát thấy gì để mà đánh nhau. Thiệt thật. Cổng máu luôn. Chuyện pháo mình đâu hết rồi. Nó đang tiếp tục tiếp viện. Hải đoàn của chúng ta sẽ chiến đấu đến người cuối cùng. Xong. Không có đây cho anh. Loại bỏ đội thuyền chiến của nó. Một phát xuống biển. Trời ơi, trên bờ thế nào? Vẫn trụ được à? Không còn thời gian để nghiên cứu trên bờ. Tốt rồi. Tấn công cho anh.
Húc sụp cho nó ra tranh. Đúng rồi. Dám tấn công anh à? Rồi. Đúng rồi, tuyệt vời. Tiến lên các em ơi. Húc sập hạm đội nó xuống. Tuyền phá hỏi bắn vào đây. Đúng rồi, húc tiếp. Không cho chúng nó đổ bộ. Húc hết chúng nó xuống đây. Cho chúng nó đi ăn cá hết. Ai già, chúng nó cũng đổ bộ được đông phết rồi. Tiếp viện nó còn đông lắm, bắn vào đây anh em ơi. Thôi chết rồi, nó đổ bộ hết rồi. Cũng đã cố gắng lắm rồi, không thể nhanh hơn. Ồ, lượng đổ bộ vào biển của nó đông thế này cả. Thôi được. Anh em rút. Chết rồi. Trên bờ của mình không chịu được nhiệt nữa. À nhưng mà đánh hết giờ thì nó không hạ được mình hoàn toàn thì nó cũng thua mà. Tôi ơi đừng tuyệt vọng. Cố lên. Ôi bọn bộ binh nó đổ bộ rồi. Không có cách nào. Chết đến người cuối cùng. Tướng địch đã chết à? Ôi đội cung của mình chết đến người cuối cùng. Đúng rồi, phá hạ bắt đầu bắn rồi. Enemy units have been rallied. Đổ bộ vào biển cho anh. Wow, đội cung của mình vẫn chiến đấu đến người cuối cùng. Nothing remains of that tower now. To the barricades. The enemy attacks. The enemy ships ready. Ready. Set oars. Artillery awaiting your word. Oars ready. Chết đến người cuối cùng rồi. Chết đến người cuối cùng. Chết đến người cuối cùng. The enemy has obliterated an entire unit.
chết đến người cuối cùng. Chết đến người cuối cùng đi. Rồi. Được đợi thì có cuộc chiến của mình bắt đầu đủ bộ. Đội cùng mình sẽ chiến đấu đến người cuối cùng. Sương mù. Cháy toàn bộ thành trì. Cung đâu nhỉ? Cho nó vào đây. Chết đến người cuối cùng. Không được để tướng lên bờ. Tướng lên bờ mà tướng chết phát là xong đấy. Hết rồi. Hết pháo rồi. Chết đến người cuối cùng. Chiến đấu và chết đến người cuối cùng nào. Có thể tiêu diệt hoàn toàn cái vùng này được. Nhưng mình không sợ. Đúng rồi, chúng mày cứ đứng ở đấy. Thuyền pháo hành lại mà. Đội tiền pháo rồi. Bắn đến đâu? Có rồi, bắn được tới tận đây cơ mà. Giời. Ngon thì xuống đây. Quyết chết đến người cuối cùng luôn. Hết giờ mình cũng thắng. Hết giờ là mình thắng. Mình phòng thủ hết giờ là mình thắng. Đội thuyền đâm hút của mình nó cũng đâm hết cỡ rồi. Thực sự là cũng đã cố gắng hết sức rồi. Bọn này hết tên nó lại lạp được tên. Tướng quân đã bỏ chạy, tinh thần binh sĩ đang lung lay. Hô hô. Hết tên lại lạp tên, bắn. Tăng tốc lên sao nào. Đúng rồi.
Thuyền cung thì bắn xa phết nhỉ. Hết tên lại là tên. Đối với thuyền cung thì không bao giờ là hết được tên, chỉ mất thời gian lạp thôi. Ồ, nhà của mình cháy khét luôn. Thuyền đã được bổ sung thêm tên. Đúng rồi, bắn chết cho nó luôn. Nào, chết đến ngày cuối cùng. Cái thành kiểu này khó thủ lắm. Đang tự tin cả. Hết giờ mình cũng thắng. Mình là quân phòng thủ, hết giờ mình thắng. Lạp tên tiếp cho anh. Pháo này không có cái chiêu lạp tên này. Hết tận pháo rồi. Keep firing. Ammunition replenished. Úi giời. Không dám công mình à? Có mấy thằng bộ binh của mình ở dưới này thôi mà không dám công này. Hấp hút sập cơ số thuyền của nó rồi chứ. Ồ, loại 2 rồi. Cướp biển bắn cung giáp mà đi. Nó bắn được mà, bắn đi. Đúng rồi, sấy chết cho nó đi. Chúng mày đỡ. Bắn được đỡ là hết tên. Lạp tiếp tên. Dăm ba cái thằng Trung Đông này. Bắc Phi. The ship has replenished its ammunition. Rồi, lại đến mấy thằng này ra đây chịu đòn. Không thằng nào dám xuống công. Bắn kiểu này thì cũng chả chết được thằng nào mấy. Chết được con thằng. À, bọn này bọn La Mã nên là nó có khiên tốt. Lạp tên bắn tiếp cho nó anh. Đúng rồi. Chúng nó không dám xuống à? Tướng quân vẫn còn sống đó. Bỏ chạy nhưng mà vẫn chưa chết đúng không? Tướng nó bỏ chạy nhưng chưa chết. Ta còn tướng quân đây thì sợ gì thằng nào. Đội thuyền đâm hút của mình bắn hơi hơi. Lạp thuyền. Chết được vậy thằng. Hết giờ là mình thắng. More ammunition.
This ship will continue firing. Bắn nó này. Ôi ôi, nãy giờ giết được có mấy thằng thế này rồi ạ. Thời gian trôi qua mau. Trời ơi, lấy đâu ra quân phòng thủ phía dưới này đây. Để hạm đội như vậy rồi mà nó vẫn dám xông vào rồi. Cũng có thể mình bổ sung thêm ít thuyền tên nhỉ. Mình bắn tên để khi cần thủ kiểu này. Lạp tên nào bắn tiếp. Không chịu chạy anh bắn cho người vỡ sọ. Không chịu chạy bắn cho người chết. Ồ. Tướng quân của nó vẫn còn sống. Còn tướng nó bỏ chạy nó chưa chết. Lạp tên tiếp bắn. 130 mấy. Ôi chết được có 30 thằng. Keep firing. Ammunition replenished. Trời ơi là trời. Nhưng mà cung thủ của mình bắn mạnh, còn bọn này thì bắn thường. Lại có thanh niên khác là thầy à? A ship has spent its ammunition. Nó còn có gần này quân nữa. Bị mình hút cho chết gần hết rồi. Ammunition stocks restored. Lại chạy. Lại mấy thằng này. Chết đến người cuối cùng đi. Trời ơi, chết đến người cuối cùng. Ôi giời. Còn chút xíu nữa thôi. Sắp hết giờ rồi. Mệt nhỉ, cái khu vực châu Phi này mệt quá. Kéo quân xuống thì mình không có thời gian mà làm kéo. Giải quyết cái nước Anh trước đã. Keep firing. Ammunition replenished. Lại một thằng chạy. Ô, bọn này nó cứ đảo ngói cho nhau suốt thế nhỉ? Chịu cho vòng. The ship has replenished its ammunition. Chịu cho vòng cào. Đội thuyền cung của mình. À, xuống rồi, xuống rồi. Ô kìa. Xuống được kìa anh em, khử. Rút ở đây.
xuống bờ biển để tấn công rồi. Nhưng mà chạy ra sát bờ rồi, đừng đứng ở đấy. Sắp hết giờ rồi mà. Cố lên. Keep firing. Ammunition replenished. Còn thằng nào xuống đây nữa? 6 phút. Bốn, ba, hai, một. Úi dồi ôi. Con bọn này nó đổi gác. Rồi. Nhanh lên xem nào. One of our ships is out of ammunition. Bọn này đổi gác suốt đấy nhỉ. Kỳ cục quá. Rồi một phút nữa. Bảy thằng Lego. Chắc bắn được một loạt tên nữa thì hết. Một loạt tên nữa thì hết. Rồi. Ammunition stocks restored. Bắn hết tên. Này có thêm khoảng 3-4 cái thuyền tên thì tốt nhỉ. Wow. Hoa là hoa thế nào. Thế nào? Nhưng mà nó nát bươm cuôn rồi. Rồi. Được đấy. Hết giờ thì hòa. Hòa nhưng mình là phe thủ, đúng ra nó vẫn thường gọi là mình thắng chứ. Hoạt động tình báo địch. Phe phái bị hủy diệt. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.